Vào đúng ngày Quốc khánh mùng 2 tháng 9, giải xe đạp quốc tế VTV Cúp Tôn Hoa Sen năm 2017 sẽ khởi tranh với chặng đua đầu tiên vòng quanh Hồ Hoàn Kiếm thủ đô Hà Nội và được Đài Truyền hình Việt Nam truyền hình trực tiếp trên kênh VTV3 vào 8 giờ sáng ngày mai. Một ngày trước khi giải đấu bắt đầu, ban tổ chức cùng các đội đua đã thành kính dâng hoa tại Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Sau thành công của giải xe đạp quốc tế VTV Cúp Tôn Hoa Sen 2016, năm nay giải đua xe đạp quốc tế VTV Cúp Tôn Hoa Sen 2017 sẽ nâng tầm quy mô giải đấu với hành trình xuyên Việt từ Hà Nội vào thành phố Hồ Chí Minh. Đoàn đua sẽ trải qua lộ trình 14 chặng đua, tổng chiều dài lên tới hơn 1.600 km. Giải đấu năm nay vinh dự được khai mạc đúng vào ngày kỷ niệm 72 năm Quốc khánh mùng 2 tháng 9. Trước khi giải đấu khởi tranh, các thành viên ban tổ chức cùng toàn thể vận động viên đã thành kính dâng hoa tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh. Trận đấu khai mạc của giải sẽ diễn ra vào sáng mai với chặng đua vòng quanh Hồ Hoàn Kiếm, Hà Nội có lộ trình dài 51 km. Bên cạnh những cuộc tranh tài, giải xe đạp quốc tế VTV Cúp Tôn Hoa Sen năm 2017 còn có một hoạt động ý nghĩa dành cho các em nhỏ hoàn cảnh khó khăn trên khắp cả nước thông qua chương trình chuyến xe cùng em đi học của ban tổ chức giải. Với mong muốn chia sẻ và giúp đỡ những em học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập, chuyến xe cùng em đi học, một trong những chương trình đồng hành của ban tổ chức giải đua xe đạp quốc tế VTV Cúp Tôn Hoa Sen 2017 đã được ban tổ chức giải đua khởi động từ sớm. Theo đó, tổng cộng 46.800 phần quà và 200 chiếc xe đạp sẽ được trao tới các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn tại 63 tỉnh thành trên toàn quốc. Mỗi phần quà sẽ gồm những quyển vở và chiếc cặp sách để các em sử dụng trong năm học mới sắp đến. Hoạt động đầy tính nhân văn này đã nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của các thầy cô giáo, bởi những món quà như thế này sẽ giúp các em nhỏ tự tin hơn bước vào một năm học mới. Xin cảm ơn tấm lòng của VTV và tập đoàn Tôn Hoa Sen. Và đây là một cái chương trình rất là ý nghĩa nhân văn, từ những món quà, những chiếc cặp, những tập vở, nhưng mà đã giúp các em học sinh của trường Tiểu học Trần Hồng giảm bớt được những khó khăn trong cuộc sống. Hôm nay em nhận được quà em cảm thấy rất vui, và em cũng thấy mà tất cả các bạn có hoàn cảnh khó khăn trong trường tiểu học Tiến Lộc xin cảm ơn đã tặng cho chúng em những món quà rất ý nghĩa để chúng em vào một năm học mới. Chương trình cùng em đi học là một hoạt động thiết thực của giải đua xe đạp quốc tế VTV Cúp Tôn Hoa Sen 2017. Chuyến xe của chúng tôi sẽ đồng hành cùng các em nhỏ Việt Nam trong suốt chặng đường mà đoàn đua đi qua.